Dạ, bất động sản Hạnh Nguyễn xin kính chào quý anh chị khách hàng nhé. Trở lại cái dự án Sun Good Westlake Tân Mỹ Đức Hòa Long An và một cái video tiếp theo. Thì Hạnh Nguyễn cũng xin chia sẻ ở khu vực này. Thì có rất là nhiều cái căn nhà biệt thự, mini biệt thự đơn lập song lập đang có nhiều anh chị khách hàng ký gửi với giá cực kỳ tốt cho bất động sản Hạnh Nguyễn nhé. Thì hôm nay em lên đây quay để mà giới thiệu cái khu vực này cho quý anh chị khách hàng, những khách hàng nào chưa mua hoặc là những cái anh chị mua rồi mà lâu rồi không lên thăm lại dự án, xem lại căn nhà của mình đã mua thì hôm nay có thể tham khảo cái video này của bất động sản Hạnh Nguyễn nhé. Thì video này Hạnh Nguyễn quay vào đầu tháng 4 2024. Thì đầu tháng 4 nó có rất là nhiều cái ưu đãi mới cũng như là từ chủ đầu tư cũng như là những cái sản phẩm mà ký gửi anh chị nhé. Thì sản phẩm của chủ đầu tư hiện tại bây giờ thì giá thấp nhất nó là 3 tỷ 7 anh chị nhé, 3 tỷ 7 và là nhà hoàn thiện mặt tiền giao thô bên trong. Còn nếu anh chị nào mà có nhu cầu mà có tiền sẵn đâu có đó khoảng là 3 tỷ đổ lại thì anh chị có thể là mua nhà những cái sản phẩm mà chuyển nhượng, sản phẩm ký gửi anh chị nhé. Thì nó rẻ hơn sản phẩm chủ đầu tư rất nhiều, là những cái khách hàng đó là đang bán cắt lỗ để mà lấy tiền xoay sở kinh doanh này kia. Đấy thì Hạnh Nguyễn cũng xin chia sẻ lại là đây là cái dự án biệt thự Sun Good Westlake Tân Mỹ Đức Hòa Long An. Nó nằm trong khuôn viên của cái Sun Good Westlake Tân Mỹ 200 hectare. Đơn vị chủ đầu tư là CSQ và đơn vị phát triển là Trần Anh Group nhé, tập đoàn Trần Anh Group. Thì ở đây là nó có 500 căn biệt thự. 500 căn biệt thự này thì đã được xây dựng hoàn chỉnh 100% rồi anh chị nhé. Đấy, xây dựng hoàn chỉnh 100% và có thể là bàn giao ngay cho anh chị khi mà anh chị mua và có nhu cầu về ở đây hoàn thiện để mà ở nhé. Ở đây thì nó có một cái không khí rất là trong lành, yên tĩnh, rất là mát, và đặc biệt thì nó xa với khói bụi này, xa với cái khu trà sản xuất chế xuất này, cho nên nó không khí nó cực kỳ mát anh chị nhé, không khí cực kỳ mát, nó yên tĩnh trong lành và có bảo vệ chạy 24/24, anh chị yên tâm. Đó, thì ở đây thì trước đây là chủ đầu tư bán những cái căn mà vị trí tốt á, thì nó giá là 4 tỷ mốt, vị trí đẹp á, là 4 tỷ mốt. Còn những cái căn là ví dụ phía bên trong á, thì nó là 3 tỷ 6. Cái giá mà Hạnh Nguyễn vừa được nói ra ấy, 4 tỷ mốt và 3 tỷ 6 là chưa bao gồm chiết khấu anh chị nhé. Chưa bao gồm chiết khấu, và ở thời điểm hiện tại này thì có rất là nhiều anh chị đã cắt lỗ. Cắt lỗ thì đâu đó cả tỷ bạc, cả tỷ bạc. Đấy, thì đối với những cái căn nhà biệt thự mini ngày xưa mua 4 tỷ mốt với cả 3 tỷ 6 thì bây giờ bán có 2 tỷ 8 thôi anh chị nhé. Biệt thự mini thì diện tích là 6 x 14, xây 1/2 lầu. Đấy, hoàn thiện mặt tiền giao thô bên trong. Có những cái căn góc thì giá nó cũng tầm khoảng đâu đó 3 tỷ 8, 3 tỷ 9. Đấy, cái giá mà cắt lỗ thì là đã có bao gồm 5% khi nhận sổ rồi anh chị nhé. Đấy, đã bao gồm 5% khi nhận sổ rồi. Còn những cái sản phẩm của chủ đầu tư thì bây giờ bán 3 tỷ 7, 3 tỷ 7 và được chiết khấu mắc lên đến là 9% cộng 7 chỉ vàng. Đấy, thì Hạnh Nguyễn cũng đưa ra hai option là cho quý anh chị khách hàng lựa chọn. Một là mua từ chủ đầu tư sẽ được chiết khấu cao, thì đâu đó nó cũng về tầm khoảng 3 tỷ 1, 3 tỷ 2 một căn. Còn nếu mà anh chị nào mà có tài chính tốt mà để mà mua hẳn trực tiếp luôn đó, thì anh chị có thể là mua những cái sản phẩm chuyển nhượng. Đấy, những cái sản phẩm chuyển nhượng thì là ký hợp đồng với chủ đầu tư luôn nha anh chị nhé. Những cái khách hàng chuyển nhượng cho anh chị thì có thể là hủy cái hợp đồng cũ và làm cái hợp đồng mới cùng với anh chị là ký với chủ đầu tư. Và những cái căn nhà ở đây thì đã hoàn thiện mặt tiền giao thô bên trong, thì anh chị nào có nhu cầu thì có thể là nhận nhà hoàn thiện luôn. Đấy, thì ở đây Hạnh Nguyễn có nhận ký gửi hoàn thiện nhà, cho nên là anh chị nào có một trong hai cái option đó thì có thể là liên hệ cho bất động sản Hạnh Nguyễn nhé. Số điện thoại Hạnh Nguyễn sẽ để trên màn hình và cái phần mô tả. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ cho em nhé. Em xin kính chào quý anh chị khách hàng.